Xin chào anh em, hôm nay lên đường ngay cho anh em khách hàng với phiên bản đẩy 4 kênh chính hãng của ETC. ETC LX1200 hôm trước bên em vừa mới thông báo về hàng là anh em khách hàng đã chốt đơn ngay với phiên bản đẩy 4 kênh bên em. Như anh em khách hàng đầu tiên đã nhận được mức giá và cái mức giá khuyến mại này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất khi lựa chọn và đặt hàng tất cả anh em. Xin gửi trực tiếp cho anh Sơn đến từ Vĩnh Phúc khi anh đã tin tưởng lựa chọn cửa hàng nhà em với phiên bản ETC LX1200 và hy vọng là hàng đến tay anh sẽ cảm thấy yên tâm trải nghiệm âm thanh gia đình một cách sôi động, chất lượng nhất với phiên bản ETC LX1200 nền tảng cùng audio. Và hôm nay thì cùng anh em khách hàng trải nghiệm lại một lần nữa tiếng chất lượng âm thanh của phiên bản đẩy 4 kênh ETC LX1200 cho anh em khách hàng mua hàng đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Giá thành hiện tại với ETC LX1200 thì bên em đang để với mức giá quá là hấp dẫn cho anh em khách hàng. Nhưng anh em mua hàng đầu tiên với cái lô hàng mới như thế này, chúng ta sẽ nhận được cái mức giá khuyến mại vô cùng đặc biệt. Phiên bản đẩy ETC LX1200 với công suất của nhà hãng đưa ra là 1200W. Anh em có thể chơi kết hợp với rất nhiều cặp loa từ bát 40 rồi là 50 súp đơn súp ke, anh em hoặc có thể chơi và lựa chọn được. Còn những em mà chơi loa gia đình mà có nhiều cặp loa 25-30 thì thoải mái chơi với ETC LX1200 đi các bác. Chúng ta chơi gia đình, làm sự kiện, sân khấu, vòng trà đều được với dòng đẩy ETC LX1200. Và bật mí giá thành, các anh em sẽ có một mức giá quá là hời, bởi vì đây là một trong phiên bản mà em nghĩ là lên xuất hiện sớm hơn, vì rất nhiều anh em đang cần có một cái công suất lớn để chơi với những cặp loa gia đình. Nhiều bác là đang loay hoay đi tìm mua những bộ sản phẩm âm đi, đánh ra loa tiếng nó rất là khô. Thứ hai nữa là nó sẽ bị hiện tượng là bị ù rú khi chúng ta vặn công suất quá lớn, bởi vì âm đi nó không thể nào tải được với nhiều cặp loa cỡ lớn rồi. Anh em mình mua được một con âm đi mà để đánh được những đôi loa 40 đôi rồi là thêm đánh súp hơi nữa thì rất là khó, thật sự rất khó, và mua với giá thành rất đắt đỏ. Và tại sao các anh em không nghĩ việc là sử dụng đẩy? Đẩy công suất hiện nay giá dao động, nếu những con đẩy ở tầm 4 kênh như là hàng của ETC thì nó sẽ cũng sẽ dao động khoảng tầm 6 triệu đồng một con đẩy. Thì anh em hoàn toàn có thể lựa chơi và lựa chọn ngay cho phòng hát gia đình với những cái dòng đẩy như thế này. ETC LX1200 với thiết kế giao diện hoàn toàn đẹp mắt cho anh em với kiểu mẫu, đúng không ạ? Kiểu mới lạ so với những em trước đó, như là phiên bản DK1200 cũng rất là đẹp mắt rồi, nhưng sang đến ETC LX1200 nó lại một cái vẻ gì đó mà quyến rũ cho anh em khách hàng. Hai cái phiên khúc đẩy này anh em thấy là anh em hoàn toàn có thể chơi và lựa chọn tùy anh em chơi và sở thích với hình thức thiết kế thôi. Đấy, với em thì model mới thì chúng ta sẽ có một cái sự trải nghiệm mới. Đấy, như model cũ thì đã được người anh em tiêu dùng chúng ta chơi và đánh giá rất là cao rồi, thế là chúng ta muốn chơi trải nghiệm mới thì chúng ta có thể đi tìm những model mới đến ETC. Và hôm nay thì anh Sơn đến từ Vĩnh Phúc cũng đã lựa chọn đó là phiên bản ETC LX1200 đẩy 4 kênh, gia đình, phòng trà, sự kiện, sân khấu đều có thể chơi và lựa chọn được hết. Và bây giờ thì đến phần rất là quan trọng, đó là test tiếng nhạc, tiếng của cái công suất đến từ ETC LX1200 cho anh em khách hàng thử trải nghiệm xem là với cái dòng đẩy này liệu nó có xứng đáng thì các anh em mua về ghép nối vào những cặp loa phòng hát gia đình ra chơi với cái công suất lớn như thế này hay không. Thì các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhá. Chơi đẩy 4 kênh bao giờ chưa ạ? Nếu chưa chơi thì hãy thử trải nghiệm xem ETC LX1200 có thể làm được những gì cho phòng hát gia đình nào. Đây là một trong những phiên bản mà em thấy là âm thanh ra đạt cái độ hiệu quả cực kỳ tốt rồi. Một trong những phiên bản đẩy mà chúng ta không phải lo về thiếu công suất âm ly, chỉ là chúng ta chơi loa thì không biết sử dụng như thế nào cho hài hòa. Vì nhiều khi là chúng ta chơi gia đình nhưng mà có nhiều bác sử dụng rất nhiều cặp loa, có bác chơi đến 3 cặp loa, có những bác chơi đến 4 cặp loa cơ. Thì để có cho mình một cái công suất đủ khỏe và để có cho mình một cái chế độ đẩy tốt nhất thì các bạn có thể lựa chọn đến phiên bản ETC LX1200, phiên bản 1200W là cái công suất của nhà hãng đề ra. Và hơn nữa là với cái dòng đẩy ETC LX1200 anh em đã được nghe qua tiếng nhạc rồi, đúng không ạ? Tiếng sáng, sạch và đạt độ ổn định cực kỳ cao đấy.
Mặc dù là để với em để với công suất một tầm 40% thôi, nhưng mà ra đánh tiếng ra các bác đã nghe thấy cái âm thanh uy lực mạnh mẽ đến từ dòng đời ETC lớn 1200 triệu. Và đây chắc chắn sẽ là một cái yếu tố mà các anh em lên lựa chọn và sử dụng cho mình một con đẩy công suất tốt và chất lượng cho gia đình hay là phòng trà sự kiện chúng ta đang thiếu đấy. Hãy đến với cả Tùng Audio Đại Dương theo số đại bên dưới màn hình. Và ngày hôm nay thì cũng xin được gửi lời cảm ơn trực tiếp cho anh Sơn đến từ Vĩnh Phúc khi mà anh đã tin tưởng lựa chọn cùng cậu cả Tùng Audio với phiên bản đẩy ETC lấy 1200. Còn những anh em khác chúng ta đang có nhu cầu mua đẩy, chúng ta cần tham khảo thêm chi tiết hơn nữa đến từ dòng đẩy ETC lấy 1200, các bác liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio số điện thoại 0979 629 336 để em Tùng có thể tư vấn thêm cho anh em chi tiết hơn nữa về những cái mẫu đẩy công suất để có anh em có thể chơi và phù hợp với không gian phòng nhà mình. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây, em thấy hay nhớ đóng góp cho em một nút like và đăng ký kênh. Chúc anh em nhận hàng ưng ý với tất cả sàn tra thị âm thanh sản phẩm bên cạnh nhà em, đặc biệt là với dòng đẩy ETC lấy 1200 phiên bản đẩy 4 kênh chính hãng chất lượng. Xin chào anh em.